Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề về chăm sóc da cho tuổi teen và sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái sản phẩm mà các bạn tuổi teen cũng có thể dùng được. Thực sự là đối với tuổi teen thì khá là khó để lựa chọn ra những cái sản phẩm mà phù hợp với hầu hết tất cả mọi người và mình đã phải cân nhắc rất là kỹ. Và hôm nay mình mang đến cho các bạn một cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc, đó là một cái thương hiệu Skin 1004. Đây là ba cái sản phẩm mà mình nghĩ là đủ cho cái quá trình skincare của bạn tuổi teen, bởi vì chỉ cần tầm 3 sản phẩm như thế này thôi là các bạn có thể chăm sóc cho da rất là tốt rồi. Skin 1004 là một cái hãng mỹ phẩm của Hàn Quốc và rất là nổi tiếng với những cái thành phần nó rất là lành tính và thiên nhiên. Đó là lý do mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Và cái dòng này có tên là Madagascar Centella. Cả ba cái sản phẩm mình cầm trên tay ở đây đều có chiết xuất từ rau má. Mà các bạn cũng biết là rau má nó rất là lành tính và có cái tác dụng hỗ trợ rất tốt cho việc là làm khỏe da này, cũng như là giúp khắc phục cái tình trạng mụn ở trên da. Trên tay mình hiện đang có là một cái chai toner này, nước hoa hồng này, một ampoule rau má và một kem dưỡng cho các bạn để các bạn có thể hoàn thành cái chu trình skincare. Và đầu tiên là về bước làm sạch da thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là em có thể sử dụng sữa rửa mặt gì, và mình cũng đã trả lời hầu hết trong những cái video lần trước. Thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái loại sữa rửa mặt mà các bạn có thể dùng rất là lành tính đối với cái làn da của tất cả mọi người. Đầu tiên thì các bạn có thể dùng Santafin hoặc là Gammafin, đó là hai loại sữa rửa mặt mà các bạn có thể sử dụng nhé. Mình đã nói về hai cái loại này rất là nhiều rồi và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không tập trung vào hai em nó nữa mà chỉ tập trung vào ba cái sản phẩm này thôi. Sau cái bước sữa rửa mặt thì các bạn có thể làm ẩm da bằng cái em toner này. Em này theo mình thấy là cực kỳ an toàn, lành tính và rất là nhẹ cho da. Cho nên là những cái bạn nào mà đang bị mụn nha thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng em này trong cái quá trình skincare của mình. Em này rất là dịu nhẹ và hầu như không gây kích ứng gì cho da, trừ phi là các bạn dị ứng với cái thành phần rau má thôi. Còn lại thì mình đảm bảo là cái em này cực kỳ là an toàn cho làn da của chúng mình. Còn về thiết kế của em này thì em này có một cái chai rất là to và hầu như là ở trên này các bạn sẽ chỉ nhìn thấy là một số cái chữ tiếng Anh ở đây thôi, thì hoàn toàn là không nhìn thấy chữ tiếng Hàn nào đâu. Thì về thiết kế thì mình thấy em này trông khá là thanh lịch và cầm cũng rất là chắc tay. Em này có thể tích cũng khá là to là 210ml thì cũng rất là to ấy. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn muốn mang đi du lịch thì các bạn sẽ phải chiết ra một chai nhỏ, bởi vì em này trông khá là béo lùn đúng không? Và cũng khá là nặng. Nếu mà các bạn muốn mang đi du lịch thì các bạn có thể chiết ra một chai nhỏ. Đó là về thiết kế của em này thì mình cũng khá là ưng. Nói chung là cái hãng này nó đã cải tiến cái thiết kế rất là nhiều rồi, và cho đến bây giờ khi mà cái bộ mà mình cầm trên tay thì trông có thiết kế rất là sang chảnh như thế này đây. Và giá của em này thì cũng rất là hạt rẻ nha mọi người, rất là phù hợp với lại học sinh sinh viên. Một cái chai to như thế này hình như là chỉ có hơn 300.000 thôi. Trong thành phần của em này thì có hyaluronic acid thì có thể cân bằng và cung cấp cái độ ẩm cho làn da của chúng mình. Tiếp theo đó là chiết xuất rau má, và mọi người cũng biết là rau má thì sẽ có cái tác dụng giảm viêm rất là tốt, và em này thì sẽ hỗ trợ các bạn trong cái quá trình trị mụn nha. Mình đọc khá là nhiều bạn có một cái định kiến cho những cái dòng sản phẩm của Madagascar Centella này là các bạn ý trị mụn, nhưng mà những em này hoàn toàn là không phải là thuốc đặc trị mụn đâu nha mọi người. Mọi người đừng nhầm nhé. Tất cả những em này chỉ hỗ trợ cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn đang trị mụn thôi. Còn nếu mà nói về việc em này trị mụn kiểu đặc trị thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Bởi vì những cái thành phần này nó rất là lành tính, nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên là đối với những cái mụn mà nó lâu năm này, mụn mà các bạn bị do nội tiết này, thì em này hoàn toàn là chỉ có tác dụng là sẽ giúp cho da của bạn nó khỏe hơn thôi. Chứ còn về trị mụn thì mình không nghĩ là em này có thể trị mụn đâu. Còn tiếp theo là hãng còn nói về là việc thu nhỏ lỗ chân lông. Thực sự là cái việc cấp ẩm thì mình có nhận thấy. Tuy nhiên là về việc thu nhỏ lỗ chân lông hiện nay mình dùng thì vẫn chưa thấy em này có cái khả năng thu nhỏ lỗ chân lông. Tiếp theo là em này rất là dịu nhẹ, cực kỳ dịu nhẹ luôn. Cho nên là có một vài bạn, nếu mà da của các bạn là thuộc dạng da rất là khô ấy, thì khi mà chỉ dùng mỗi một em này không thì maybe là các bạn sẽ cảm thấy là không có tác dụng gì mấy. Thực sự là như thế. Tuy nhiên với những cái làn da dầu như mình thì mình thấy dùng em này rất là ổn. Đó, không có cái vấn đề gì là việc sẽ làm da của mình nó bị kích ứng, mẩn đỏ hay gì hết, bởi vì chất xuất cực kỳ lành tính của em này. Về chất của em này thì nếu mà các bạn đổ ra một cái bông tẩy trang thì các bạn sẽ thấy là em này có màu hơi nâu nâu một chút, thì mình lưu ý trước cho các bạn. Không thì đến lúc các bạn đổ ra các bạn nhìn thấy nó màu nâu nâu thì bảo nó hỏng, không phải như thế, mà là em này có cái màu nâu thật nha mọi người. Chất thì rất là lỏng thôi. Và một số bạn thì bảo mùi của em này nồng, nhưng mà mình đổ ra thì mình hoàn toàn là chẳng ngửi thấy mùi gì lắm của em này. Mình thấy là mùi nó rất là dịu nhẹ và không có cái vấn đề gì hết. Và nếu mà các bạn muốn cấp ẩm cho làn da thì các bạn sẽ vỗ nhẹ cái toner này lên trên da như thế này. Đó, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái làn da của mình nó rất là mát và dễ chịu.
Và mình thường dùng cái bộ sản phẩm này khi mà mình nặn mụn xong, bởi vì là rau má có thể làm cho cái vết thương của mình nó lành rất là nhanh, nó làm cái da của mình nó ít bị kích ứng hơn ấy. Thế nên là em này mình khuyên là bạn nào kiểu đi nặn mụn ấy thì các bạn có thể sử dụng cái bộ này trong quá trình mà các bạn đi nặn mụn nha. Thì cái món tiếp theo là cái món ampoule này. Đây là tinh chất rau má nha mọi người. Thì đây là một cái em mà nổi đình nổi đám. Về cái thiết kế của em này thì đã thay đổi hoàn toàn 100% so với cái thiết kế trước đây. Bởi vì cái thiết kế trước đây mình trông nó cứ xấu xấu thì mình cũng không muốn dùng. Cho đến khi mà em này thay đổi cái vỏ này thì mình mới chú ý đến em nó. Thì cái đầu của em này nha, cái thiết kế của em này sẽ có khác so với những cái dòng khác. Đó là cái mà các bạn lấy tinh chất dài này, nó sẽ có đầu vát như thế này. Và cái thiết kế như thế này thì các bạn có thể kiểm soát được cái lượng ampoule các bạn cho ra nhiều hay ra ít. Em này thì có chất xuất 100% từ rau má nha mọi người. Mà rau má ở đây không phải rau má nhặt ngoài vườn, mà là rau má từ vùng Madagascar. Mình cảm nhận là em này hồi phục cái vết mụn mà sau khi mà các bạn nặn thì rất là nhanh. Hầu như là những cái mụn nào ấy mà sau khi mà mình nặn mụn thì mình dùng em này lên thì chỉ khoảng tầm khoảng 2-3 hôm sau thì cái vết mụn đó nó sẽ mờ hẳn đi và hoàn toàn là không để lại vết thâm trên khuôn mặt của mình nha. Và bạn nào kiểu đang muốn hồi phục da sau mụn, da có nhiều vết thâm thì mình highly recommend các bạn sử dụng cái em ampoule này. Thực sự dùng rất là sướng luôn. Vẻ chất của em này thì lỏng, rất là lỏng và cảm nhận là giống như là nước á mọi người. Đặc hơn nước một chút xíu thôi, và khi mà các bạn thoa trên da thì em này thấm vào da rất là nhanh. Và mùi của em này thì cũng rất là dịu nhẹ và hoàn toàn không gây khó chịu gì cho mình trong quá trình sử dụng luôn. Thường thì một buổi tối thì mình sẽ sử dụng một cái lượng như thế này, mình băm lên trên này này. Đó, và mình sẽ apply lên trên da, và các bạn lưu ý là em này chảy rất là nhanh nhá. Tại vì rất là lỏng nên các bạn lưu ý là lấy từng chút một, sau đó thì thoa lên trên da như vậy. Khi mà các bạn dùng em này, các bạn sẽ cảm nhận là da của các bạn sẽ khỏe lên từng ngày luôn nha. Còn về tác dụng trị mụn nhá, tại sao một số người lại lầm tưởng là em này trị mụn? Bởi vì là cái rau má ấy, nó cũng có cái tính kháng khuẩn, đúng không? Và nó sẽ làm cho da của mình nó khỏe lên. Và khi mà da của mình nó khỏe lên thì nó có thể chống chọi với những cái vết mụn đó. Và hầu như là nếu mà các bạn sử dụng ngay sau khi mà các bạn mụn á, thì cái vết thâm nó sẽ biến mất rất là nhanh. Nếu mà so sánh tất cả những cái sản phẩm ở trong bộ này thì mình phải thích cái em ampoule này nhất. Còn cái em toner này đôi khi là em này dịu nhẹ quá, đâm ra là nhiều lúc là không cảm nhận được rõ cái tác dụng của em này. Mình thành thực khuyên là bạn nào da rất là yếu thì các bạn nên thử sử dụng cái bộ này xem như thế nào, chứ đừng có bôi linh tinh lên, bởi vì da của các bạn nếu mà đang yếu này, đang hồi phục sau mụn thì nó rất là dễ bị tái phát mụn trở lại nếu mà các bạn sử dụng những cái thành phần mà nó kích ứng đối với làn da của các bạn. Thì các bạn nên tìm những cái loại mà hoàn toàn chiết xuất thiên nhiên như thế này. Em này thì hoàn toàn là không chứa cồn nha mọi người, và cũng không chứa chất bảo quản. Thế nên là việc bảo quản em này là một trong những cái khó khăn nhất của mình khi mà dùng. Và để bảo quản em này thì mình thường để vào trong tủ lạnh nha mọi người, thì sẽ bảo quản được em này tốt nhất. Bởi vì mình cũng đọc một số bạn thì bảo là các bạn dùng em này thì bị lên mụn, thì mình nghĩ có một lý do, đó là có thể cả các bạn bảo quản em này không được tốt, cho nên là nếu mà nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc là nhiệt độ trong phòng của các bạn quá cao thì nó có thể gây biến đổi những cái thành phần trong em này. Thế nên là việc bảo quản những em này thì các bạn sẽ phải bảo quản trong cái nhiệt độ tủ lạnh là tốt nhất. Còn nếu không, các bạn không có tủ lạnh thì các bạn có thể là đặt em này vào một cái nơi mà nó tránh xa cái ánh sáng mặt trời là tốt nhất nha. Chứ các bạn đừng để nó gần cửa sổ này, xong rồi để gần máy tính mà cái hơi nóng nó phả ra thì nó cũng rất là dễ làm hỏng cái em này. Nên mọi người rất là lưu ý trong cái quá trình bảo quản cái em ampoule này nha. Bên cạnh hai cái em nổi đình nổi đám kia thì là một cái em kem này. Và mình thấy là em này cũng không được nhiều người review cho lắm, nhưng mà mình sử dụng em này thì bản thân mình lại cảm thấy rất là thích. Đây là em kem dưỡng chất xuất rau má, cũng có cái tác dụng hồi phục da rất là tốt. Và một trong những cái ưu điểm của em này đó là giúp da của các bạn đều màu hơn. Nếu mà các bạn sử dụng trong một cái thời gian dài thì chắc chắn là da của các bạn nó sẽ kiểu khỏe hơn này. Những cái vùng mà ví dụ nó không đều màu, chỗ loang, chỗ trắng, chỗ đen ấy, thì dần dần nó sẽ đều màu hơn. Và nhất là khi mà mình bị cháy nắng thì khi mà mình bôi em này vào thì da của mình nó dịu tức thì luôn đó mọi người. Còn về chất kem của em này thì mình cũng khá là ưng, bởi vì nó không quá đặc. Đấy, nó không quá đặc cũng không quá lỏng. Đây là một cái kiểu, các bạn nhìn này, mình mà để như thế này thì nó cũng có thể tự di chuyển được luôn nha. Có nghĩa là cái chất kem nó không phải là đặc quánh vào. Và những cái chất kem như thế này thì chắc chắn là nó sẽ thấm vào da rất là nhanh, nhanh hơn nhiều so với những cái chất mà nó đặc ấy. Có thể thấy là cái em này thấm vào da rất là nhanh này, và để lại một cái độ rất là mềm mịn ở trên da của chúng mình. Tất nhiên là thành phần chính của em này là rau má rồi, và cái rau má được trồng ở cái đảo Madagascar. Nghe đồn là sẽ có cái tác dụng
tốt hơn nhiều so với những cái loại rau má trồng ở những cái vùng đất nó bình thường. Mùi của em này thì các bạn sẽ nghe cái mùi nó nồng hơn những hai cái em toner và cái em ampoule kia. Ban đầu khi mà thoa em này lên thì mình cũng hơi khó chịu cái mùi này một chút. Tuy nhiên thì sau khoảng 2-3 ngày thì các bạn cũng sẽ quen với cái mùi này thôi. Và tất nhiên là em này có chất xuất rau má nên cũng có thể kháng viêm và làm lành nhanh những cái vết thương ở trên da của các bạn. Da các bạn có nhiều vết thâm ấy thì các bạn cũng có thể tham khảo em này nha. Hoàn toàn không gây cái sự khó chịu này, không gây nặng mặt hay là gây bít tắc lỗ chân lông. Và em này thì cũng có cái giá thành rất là hợp sinh sinh viên thôi, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái dòng này nha. Nếu mà để chấm điểm cho ba em này thì em này mình sẽ cho là 7/10, em này là 8.5/10 và em này cũng 8.5/10. Bởi vì sao là mình lại chấm em này chỉ có 7/10 thôi, bởi vì tác dụng của nó thì nó hơi dịu nhẹ quá. Đâm ra là nếu bạn nào chỉ sử dụng một mình em này thôi thì sẽ chưa cảm nhận rõ cái chức năng cũng như là cái tác dụng của em nó cho lắm. Đó thì các bạn, mình khuyên là các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn nên chọn bộ cái sản phẩm này để dùng. Còn với bạn nào mà không có đủ khả năng tài chính để xách cả ba cái em này về thì mình khuyên các bạn là nên cân nhắc cái em ampoule này, bởi vì em ampoule này có cái tác dụng nó rất là rõ rệt. Thì đây là ba cái sản phẩm mà mình highly recommend cho các bạn tuổi teen cũng như là các bạn học sinh, sinh viên, là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái bộ này. Và rất ít khi, rất ít trường hợp mà xảy ra kích ứng, chỉ trừ phi là các bạn có cái tiền sử kích ứng với rau má thì bạn không nên dùng thôi. Còn lại thì hầu hết là phù hợp với hầu hết tất cả các loại da nha mọi người. Video ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi và mình hy vọng là qua cái video này thì các bạn có thể lựa chọn một trong những cái sản phẩm như thế này dùng để chăm sóc da mặt của mình. Và mong là da mặt của tất cả mọi người đều luôn luôn khỏe mạnh và xinh đẹp. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình cũng như là Instagram và fanpage của mình nha.